Bạn đang đến với kênh YouTube Báo Vietnamnet. Tin tức quốc tế mới nhất có gì đáng chú ý? Hãy cùng chúng tôi điểm qua các tin chính. Thưa quý vị, hôm 28 tháng 6, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Nga phải phản ứng lại hành động của Mỹ và quốc gia Đông Âu này cần thiết phải khởi động lại hoạt động sản xuất các hệ thống tấn công của lực lượng hạt nhân tầm trung. Liên quan đến vấn đề hạt nhân, trong cuộc họp với các thành viên thường trực của Hội đồng An ninh Nga, Tổng thống Nga Putin cho biết chúng ta cần khởi động sản xuất những hệ thống này và dựa trên tình hình thực tế, đưa ra quyết định về nơi triển khai các hệ thống đó nếu cần thiết để đảm bảo an ninh của chúng ta. Tổng thống Nga cho biết, Mỹ không chỉ sản xuất vũ khí tấn công hạt nhân tầm trung mà còn đưa các hệ thống đó tới châu Âu. Ông Putin nói, năm 2019, chúng ta tuyên bố rằng sẽ không sản xuất những tên lửa này và sẽ không triển khai chúng chừng nào Mỹ chưa triển khai các hệ thống đó tới một nơi nào đó trên thế giới. Ngày nay chúng ta biết rằng, Mỹ không chỉ sản xuất các hệ thống tên lửa đó mà còn đưa chúng tới châu Âu, tới Đan Mạch để tập trận. Trong một cuộc phỏng vấn trước đó với Sputnik, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã nói về những diễn biến liên quan đến việc Mỹ triển khai tên lửa tầm xa, tầm trung và tầm ngắn đặt trên mặt đất ở châu Âu và châu Á-Thái Bình Dương. Ông Lavrov khẳng định Nga sẽ không để yên trước những động thái đó của Mỹ. Trong kịch bản này, việc từ bỏ các hạn chế do chính Nga đặt ra cho bản thân là điều tất yếu. Sau khi Mỹ rút khỏi Hiệp ước Lực lượng Hạt nhân Tầm trung, Hiệp ước Lực lượng Hạt nhân Tầm trung ký giữa Liên Xô và Mỹ vào năm 1987 cấm các nước được phát triển và sở hữu tên lửa đạn đạo và hành trình có tầm bay từ 500 đến 5.500 km. Năm 2019, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã rút nước Mỹ khỏi hiệp ước này. Đầu tháng 7 năm 2019, Tổng thống Nga Vladimir Putin ký luật ngừng hiệp ước đó. Vào tháng sau đó, Hiệp ước Lực lượng Hạt nhân Tập trung đã ngừng tồn tại. Thưa quý vị, trong một phát biểu mới nhất, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin tiết lộ Moscow sẽ nâng cấp kho vũ khí hạt nhân vì đây là phương thức đảm bảo chính cho an ninh quốc gia. Đài RT cho biết, bình luận nêu trên của nhà lãnh đạo Liên bang Nga được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng ngày càng gia tăng giữa Moscow và phương Tây liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine, với việc Mỹ và các nước đồng minh tiếp tục trang bị vũ khí cho Kiev nhưng vẫn tuyên bố là họ không tham gia vào cuộc xung đột. Phát biểu tại cuộc họp với các sinh viên tốt nghiệp từ các học viện quân sự hôm 21 tháng 6, ông Putin đã cảnh báo rằng Nga sẽ sử dụng mọi phương tiện sẵn có để tự vệ nếu sự tồn tại của nhà nước bị đe dọa. Nhà lãnh đạo Liên bang Nga khẳng định, chúng tôi có kế hoạch phát triển hơn nữa bộ ba hạt nhân như một sự đảm bảo cho khả năng răn đe chiến lược và duy trì sự cân bằng quyền lực trên thế giới. Theo RT, bộ ba hạt nhân mà ông Putin đề cập đến là sự kết hợp giữa tên lửa đạn đạo xuyên lục địa đặt căn cứ trên đất liền, tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm và máy bay ném bom chiến lược. Tất cả các loại vũ khí này đều có thể mang theo đầu đạn hạt nhân và đảm bảo rằng kẻ thù tiềm năng không thể tiêu diệt lực lượng hạt nhân của Liên bang Nga chỉ trong một cuộc tấn công đầu tiên. Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã nhiều lần nói rằng bất kỳ cuộc xung đột nào liên quan đến việc sử dụng vũ khí hạt nhân đều sẽ gây ra hậu quả thảm khốc cho nhân loại. Vào đầu tháng 6 năm 2024, ông Putin lưu ý rằng học thuyết hạt nhân của Liên bang Nga quy định rằng những vũ khí như vậy chỉ có thể được sử dụng khi đối mặt với mối đe dọa với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, nhưng nói thêm rằng Moscow đang xem xét sửa đổi điều này. Học thuyết hạt nhân hiện tại của Liên bang Nga nêu rõ rằng Moscow có thể sử dụng loại vũ khí này để đáp trả một cuộc tấn công hạt nhân, hoặc trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công thông thường gây ra mối đe dọa cho sự sống còn của Liên bang Nga. Kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra vào tháng 2 năm 2022, một số nhà phân tích quân sự Nga có quan điểm cứng rắn đã ủng hộ việc Nga hạ thấp ngưỡng sử dụng vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, ông Putin cho biết Nga không cần phải thực hiện một cuộc tấn công hạt nhân phủ đầu. Thưa quý vị, phát biểu với các phóng viên bên lề cuộc họp cấp bộ trưởng của nhóm BRICS ở Nizhny Novgorod hôm 11 tháng 6, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho hay, tình hình quốc tế đang ngày càng trở nên phức tạp hơn và không thể loại trừ những thay đổi đối với quan điểm hạt nhân của xứ sở Bạch Dương. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cảnh báo, nước này có thể sửa đổi học thuyết hạt nhân của mình nếu các hành động leo thang của Mỹ và các đồng minh thúc đẩy Moscow phải làm như vậy. Ông Ryabkov nhấn mạnh, thách thức gia tăng bắt nguồn từ các hành động leo thang không thể chấp nhận được của Mỹ và các đồng minh NATO,
chắc chắn đặt ra câu hỏi toàn diện về việc làm thế nào để có thể điều chỉnh các tài liệu cơ bản về răn đe hạt nhân cho phù hợp hơn với nhu cầu hiện tại. Theo đài RT, nhà ngoại giao này từ chối giải thích chi tiết về những sửa đổi tiềm năng đối với học thuyết hạt nhân của Nga. Ông nói, Moscow không có thói quen đề cập trước những loại thay đổi nào có thể được thực hiện trước khi chính thức ra quyết định thực sự. Ông Ryabkov có phát biểu trên sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin tuần trước đã nhắc lại lập trường của Moscow rằng Nga sẽ không ra tay tấn công hạt nhân trước và vũ khí nguyên tử luôn là sự lựa chọn cuối cùng. Ông Putin giải thích, học thuyết hạt nhân hiện tại của Nga chỉ cho phép sử dụng vũ khí nguyên tử trong các trường hợp ngoại lệ và tình hình hiện tại không đáp ứng đủ những điều kiện đó. Lãnh đạo Điện Kremlin bày tỏ hy vọng chiến tranh hạt nhân tổng lực sẽ không nổ ra, đồng thời cảnh cáo một cuộc xung đột như vậy sẽ dẫn đến những thương vong vô hạn cho tất cả mọi người. Ông cũng cảnh báo các quốc gia NATO ở châu Âu không nên có những lời lẽ và hành động ngày càng khiêu khích vì họ chắc chắn sẽ phải chịu tổn thất nặng nề nhất nếu xảy ra xung đột hạt nhân trên toàn cầu. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ngày 12 tháng 6 mạnh mẽ cảnh báo các mối đe dọa hạt nhân kép từ cả Nga và Trung Quốc ngay trước cuộc họp kéo dài 2 ngày tại Brussels với các bộ trưởng quốc phòng từ các nước thành viên liên minh. Cụ thể, ông Stoltenberg chỉ ra rằng Nga ngày càng leo thang các tuyên bố mang tính đe dọa về việc sử dụng vũ khí hạt nhân trong những tháng gần đây. Moscow được cho là đã triển khai vũ khí hạt nhân ở Belarus, đồng thời tăng cường các cuộc tập trận hạt nhân. Ông Stoltenberg nhấn mạnh rằng mối đe dọa hạt nhân hiện nay thậm chí còn vượt ra ngoài Nga, bao gồm cả Trung Quốc, quốc gia mà Tổng thư ký NATO mô tả là đang tích cực hiện đại hóa năng lực hạt nhân của mình. Ông bày tỏ lo ngại rằng Trung Quốc có kế hoạch tăng đáng kể kho tên lửa hạt nhân, bao gồm cả tên lửa xuyên lục địa có khả năng vươn tới lãnh thổ NATO trong những năm tới. Ngoài Nga và Trung Quốc, ông Stoltenberg còn lưu ý những lo ngại về chương trình hạt nhân của Triều Tiên và tham vọng hạt nhân của Iran. Ông nhấn mạnh rằng điều quan trọng đối với NATO lúc này là tăng cường khả năng răn đe hạt nhân của liên minh trước những diễn biến trên toàn cầu này. Ông Stoltenberg mô tả vũ khí hạt nhân là đảm bảo an ninh cuối cùng của NATO và là phương tiện để gìn giữ hòa bình. Vì thế, NATO đang điều chỉnh kho vũ khí hạt nhân để thích ứng với các mối đe dọa an ninh hiện nay. Ông Stoltenberg tuyên bố, khi chúng tôi hiện đại hóa khả năng hạt nhân, tiến hành các cuộc tập trận thường xuyên, chúng tôi sẽ gửi đi thông điệp rằng khả năng răn đe của chúng tôi vẫn mạnh mẽ và đáng tin cậy. Theo Reuters, đây là lần hiếm hoi ông Stoltenberg đề cập đến vũ khí hạt nhân của phương Tây. Mặc dù thực tế là Mỹ đã triển khai bom hạt nhân tới một số địa điểm ở châu Âu, nhưng NATO hiếm khi thảo luận công khai về những thứ vũ khí này. Thưa quý vị, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ Kurt Campbell mới đây cho rằng thứ mà Triều Tiên trao đổi từ việc cung cấp vũ khí cho Nga có thể liên quan đến chương trình phát triển tên lửa hạt nhân tầm xa. Ông Campbell đưa ra phát biểu này tại một sự kiện diễn ra vào ngày 24 tháng 6 do Hội đồng Quan hệ Đối ngoại tổ chức. Trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Hàn Quốc Kim Hong-kyun, ông Campbell bày tỏ ủng hộ mạnh mẽ bất kỳ biện pháp nào mà Seoul thực hiện để đáp trả quan hệ hợp tác quân sự ngày càng mở rộng giữa Nga và Triều Tiên. Bình Nhưỡng và Moscow vừa ký hiệp ước mới về cam kết hỗ trợ phòng thủ chung trong trường hợp một trong hai bên bị tấn công, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết trong một thông cáo. Ông Campbell đã bày tỏ ủng hộ mạnh mẽ bất kỳ biện pháp nào mà phía Hàn Quốc thực hiện để ứng phó với các mối đe dọa an ninh liên quan đến hợp tác quân sự giữa Nga và Triều Tiên. Hàn Quốc cho biết sẽ xem xét lại lập trường của mình về việc cung cấp vũ khí cho Ukraine, báo hiệu thay đổi đáng kể về khả năng cung cấp viện trợ sát thương cho Kiev. Trước đó, Cố vấn An ninh Quốc gia Hàn Quốc Chang Ho-jin cho biết Hàn Quốc sẽ không bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì trong vấn đề hỗ trợ Ukraine nếu Nga cung cấp vũ khí chính xác cho Triều Tiên. Cũng trong cuộc điện đàm, Mỹ và Hàn Quốc nhất trí theo dõi mọi hành động của Triều Tiên và duy trì mức độ sẵn sàng dựa trên năng lực răn đe mở rộng và sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ về vấn đề này. Thưa quý vị, một số hãng thông tấn quốc tế, bao gồm cả tạp chí Financial Times mới đây đưa tin, Mỹ dự định dừng mọi đơn đặt hàng về tên lửa đánh chặn cho hệ thống phòng không Patriot cho đến khi Ukraine có đủ trang thiết bị để tự vệ trước các cuộc không kích của Nga. Ba Lan, Romania, Đức và Tây Ban Nha nằm trong số các quốc gia châu Âu đã đặt hàng Mỹ cung ứng tên lửa cho hệ thống Patriot. Các nước thành viên thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO cũng đã đặt mua tổng cộng tới 1.000 tên lửa Patriot từ Mỹ.
Báo Pravda dẫn lời ông John Kirby, điều phối viên về truyền thông chiến lược của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, hôm 20 tháng 6 xác nhận, Washington đã đưa ra một quyết định khó khăn nhưng cần thiết để sắp xếp lại việc chuyển giao các khí tài theo kế hoạch cho các nước đối tác để ưu tiên Ukraine. Trong số các khí tài mà ông Kirby nhắc đến có các tên lửa phòng không Patriot và NASAM. Cùng ngày, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định nước này có quyền cung cấp khí tài cho các đồng minh, kể cả gửi vũ khí tầm xa cho Triều Tiên, sau khi phương Tây tuyên bố có thể trang bị vũ khí cho Ukraine mà không bị trừng phạt. Theo đài RT, ông Putin có phát biểu trên khi được hỏi về tuyên bố trước đây của ông rằng Moscow có thể cung cấp tên lửa cho các đối thủ của phương Tây nhằm đáp trả việc Mỹ và các nước đồng minh bật đèn xanh cho quân Kiev dùng khí tài được phương Tây viện trợ để tập kích sâu vào bên trong lãnh thổ nước Nga. Lãnh đạo Điện Kremlin cũng lưu ý, Moscow đang cân nhắc sửa đổi học thuyết về sử dụng vũ khí nguyên tử trong bối cảnh phương Tây, dường như đang nghiên cứu các loại vũ khí hiệu suất thấp để hạ ngưỡng hạt nhân. Ông Putin nói, chúng tôi không cần ra đòn tấn công trước, bởi vì sự đáp trả của chúng tôi sẽ đảm bảo tiêu diệt bất kỳ kẻ tấn công nào.